những năm qua, cái tên Quang Thành đã trở nên quen thuộc đối với người dân huyện Quỳnh Lưu nói riêng và các huyện lân cận nói chung. Sự tin tưởng của người dân chính là thước đo cho phòng khám. Không những hiệu quả mà chất lượng dịch vụ đã đóng vai trò quan trọng, góp phần không nhỏ tạo nên thương hiệu của phòng khám Quang Thành. Trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, Quang Thành đã có bước chuyển mình khởi sắc, xây dựng cơ sở mới, dự án Bệnh viện Đa khoa Quang Thành với đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, kết hợp với các bác sĩ đến từ bệnh viện tuyến tỉnh và trung ương, cơ sở vật chất trang thiết bị hiện đại, đi kèm với đó là các dịch vụ kỹ thuật tiên tiến như siêu âm đàn hồi mô, máy chụp cắt lớp vi tính, xét nghiệm tầm soát các loại ung thư như gan, tuyến giáp, tuyến vú, dạ dày, đại tràng. Phòng khám còn trang bị các chuyên khoa như khoa nội, ngoại, sản, nhi, đông y, phục hồi chức năng, tai mũi họng, răng hàm mặt, mắt, khám sức khỏe theo yêu cầu hồ sơ lái xe và xin việc, chăm sóc mẹ và bé sau sinh, chẩn đoán hình ảnh siêu âm X quang kỹ thuật số, thăm dò chức năng nội soi tiêu hóa cổ tử cung. Xét nghiệm tế bào ung thư bằng máy móc trang thiết bị hiện đại có độ chính xác cao, chẩn đoán và điều trị hiệu quả, tiết kiệm tối đa chi phí và thời gian cho người bệnh. Tọa lạc tại km 403 quốc lộ 1A, xóm 2 xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, phòng khám đa khoa Quang Thành, hiện đại, tiết kiệm, gần gũi, tận tâm. Với sứ mệnh chung tay chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phòng khám đa khoa Quang Thành luôn hoạt động theo tiêu chí an toàn, uy tín, tận tâm. Sự tin tưởng của bệnh nhân là nền tảng để phòng khám đa khoa Quang Thành phát triển và nâng cao chất lượng phục vụ ngày một tốt hơn.